Hiện giờ tôi phải đi tới Chaebu để tham dự một hội nghị y khoa ở trên đó. Nếu tôi còn ở làng mình, tôi sẽ đến đón Siam. Không sao đâu Ganga, tôi có thể tự mình lo cho Siam được mà. Thôi nha, tạm biệt. Dạ em chào cô. Chào em Nít Hi. Có Siam ở nhà không cô? Có, nó kìa. Ai đến vậy mẹ? Ai đó? Chị. Chào em trai. Em có khỏe không? Dạ em khỏe. Chị có cái này cho em nè. Đây. Wow, sô-cô-la. Món em thích nhất nè. Ba chị vừa đi Chaebu về. Bà có mua cái này, chị nghĩ là em thích nó nhất. Đúng rồi chị, em thích nhất là sô-cô-la. Nhưng con không được ăn hết tất cả một lúc đó nha. Còn nữa nè, con không được ra khỏi trường Shiniketan cho tới khi mẹ quay trở về đó. Con đã nghe gì chưa? Cô định đi đâu vậy? Giờ cô phải đi gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục với cô Sarita. Cô đang cố gắng xin ngày ấy một số học bổng cho học sinh của trường chúng ta. Những cô bé là nạn nhân của việc tảo hôn khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay Siam lại được nghỉ học, cô Ganga lại không thể tới đây được. Cô thấy hơi lo lắng khi để Siam ở nhà một mình đó. Cô không cần phải lo lắng chuyện đó nữa, có em mà. Em sẽ ở đây canh chừng Siam cho, sẵn tiện em ngồi học bài luôn. Em phải lo chứ, Siam hiện giờ đang nổi tiếng khắp trường Shiniketan của chúng ta mà. Ai cũng nói là em ấy dễ thương hết, nên tất cả mọi người đều sẽ để mắt tới em ấy. Em không thích con gái đó. Buza, trà của anh đâu? Em để anh đợi bao lâu nữa? Anh thấy em có rảnh hay không? Em còn phải chăm con nữa chứ. Còn anh, chỉ biết ngồi đó đợi trà mà thôi à. Không biết đâu, anh lo cho nó đi. Em giao nó cho anh nè. Anh trễ rồi em, anh không trông con được đâu. Nó cũng là con của anh mà anh nuôi, anh phải có nhiệm vụ trông nó chứ. Anh... em có rất nhiều việc phải làm nữa, anh coi nó đi. Thần Linh ơi. Sô-cô-la ba ơi, con muốn ăn kẹo. Được rồi, chút nữa lấy sô-cô-la cho con ăn. Con muốn ăn liền bây giờ ba. Sonu. Là mơ, nhưng mà giấc mơ này sẽ thành hiện thực. Tương lai mình là vậy, mình không muốn chút nào. Công chúa ra rồi kìa, Naomi. Đừng có lo cho mẹ, con chăm sóc cho Nibuli đi. Nhanh, đi lấy trà cho nó uống nhanh lên đi. Thôi được rồi Umi. Cô vừa nói chị dẫn con bé ra đây. Cô đã chuẩn bị trà và đồ ăn cho nó rồi. Tôi có chuyện muốn nói. Akherasin, đi đâu? Tôi có chuyện muốn nói mà. Mấy ngày trước tôi có đưa một con dao nhỏ cho con bé Nibuli giữ. Tôi có nói với nó là có thể sử dụng con dao mọi nơi để bảo vệ cho bản thân khỏi những loài động vật máu lạnh không có tình người. Cũng rất may cho con bé Nimboli, chính con dao đã cứu nó thoát được rất nhiều lần tai hại. Nhưng giờ nó lỡ làm mất rồi. Chính vì lý do đó, hôm nay tôi sẽ đưa cho Nimboli một con dao khác
Con dao này to hơn con dao trước rất nhiều. Từ giờ con bé không cần phải giấu con dao này nữa. Con cứ cầm nó công khai mà đi, không cần phải sợ gì. Nếu như có ai muốn làm hại con, hắn nhìn thấy con dao này thì 100 thằng như hắn cũng không dám đụng tới con nữa đâu. Để cô buộc cho con. Con gái, con cho mọi người thấy đi. Thời gian tới nếu con gặp nguy hiểm, con sẽ sử dụng con dao này như thế nào? Không con gái, con phải rút ra với tốc độ cực nhanh. Kẻ thù không cho con thời gian để con tự bảo vệ. Làm lại lần nữa. Đúng rồi đó. Em phải nhớ thêm một điều nữa Nibuli. Bất cứ người nào ăn hiếp em, dù nhỏ hay là lớn, em không cần sợ hãi gì hết. Em phải dùng con dao này để bảo vệ chính mình, biết chưa? Phải. Nghe gì chưa Akira? Đừng, đừng làm gì hết. Ba cũng đang sôi máu lắm đi. Nhưng đây không phải là thời gian thích hợp để con tức giận đâu Kundan. Nuốt cơn giận vào trong đi. Cam Ly chính là người đã gây ra những chuyện này. Tất cả tại nó. Nó bày đầu cho tất cả mọi người, để cho họ dám đứng lên chống đối lại anh. Để dẹp lũ này, anh phải trừ khử nó. Có như vậy thì lũ khốn nạn kia mới biết sợ anh. Là Cam Ly. Pooja, anh ấy không nghe. Sao kỳ lạ vậy? Hồi nãy chuông điện thoại vẫn còn reo mà. Sao bây giờ lại tắt máy? Hay điện thoại của anh ấy hết pin rồi cũng nên. Con gái, con nghe cô nói đi. Con dao hồi nãy cô đưa cho con là để dọa Kundan, chứ không phải là để tấn công Kundan. Nếu con dùng nó để tấn công, con sẽ là người có tội.
cảnh sát sẽ tới bắt con. Cô nói thiệt chứ không hề giỡn đâu, nghe chưa? Nhưng cô ơi, những gì cô nói hồi nãy rất khác mà. Cô chỉ muốn hù dọa Kundan một chút thôi mà. Có vậy thì nó mới không làm gì con. Chứ không cần 100 người như nó đâu, ba nó thôi cũng khiến mình phải điêu đứng rồi. Những hành động xấu xa của bà, cô vừa mới nói gì vậy cô? Bà đã từng làm rất nhiều chuyện xấu hả cô? Coi bộ con thông minh quá ha. Cô nói cô còn không nhớ, vậy mà con có thể nhớ sao? Dạ, con nhớ hết tất cả mọi chuyện, con không quên chuyện gì đâu cô. Vậy hả? Ờ, vậy để cô thử hỏi con một câu. Ngày này tuần trước vào ban đêm con ăn cái gì? Suy nghĩ cho kỹ nha, con không có quên đâu đó. Tuần trước? Ừ. Dạ, tuần trước con ăn alo, ăn rau với lại gách tê. Buổi trưa thì thêm sữa nữa cô. Ôi trời, giỏi quá. Con với cô ai cũng giỏi hết. Chỉ cần nghĩ tới nó thôi là con chảy nước bọt rồi. Đúng rồi, còn có roti nữa chứ cô. Thần Linh ơi, con bé ngây thơ quá. Chỉ cần nói chuyện một chút thôi là tâm trí của nó sẽ chuyển qua một đề tài khác mà không còn nhớ tới những chuyện vừa xảy ra với nó nữa. Chỉ mong là sau này con bé dần có thể tiếp tục vui vẻ cười nói coi như chưa từng có chuyện gì. Dần dần nó sẽ quên được những chuyện xấu xa đó thôi mà. Cam Ly, vợ qua đây coi nè, kẹo bơ cứng nè vợ, nhìn ngon lắm đó. Nè, chồng cũng muốn một cái, vợ mua cho chồng đi ha, mua cho chồng đi. Được rồi, em sẽ mua cho anh, đợi một chút đi. Không không, chồng muốn mua bây giờ. Nè, nè. Dạ, bao nhiêu tiền vậy chú? Một, hai, ba, bốn. Hả? Mày định ăn cắp hả? Tao bắt gặp đại trận rồi. Con không có ăn cắp mà chú. Mày còn chối sao? Con không có ăn cắp chú ơi. Chú, con không có ăn cắp. Bỏ ra đi. Chú nói gì vậy? Anh ấy không ăn cắp đâu. Không, chú ơi, chú làm rồi. Cái gì mà làm? Anh ấy không ăn cắp đâu, bỏ tay ra đi. Bỏ ra. Bắt gặp đại trận mà còn chối sao? Không thấy hả? Còn đây nè, nó đã lấy hết kẹo rồi, bộ con không thấy sao? Không có mà, anh ấy không ăn cắp gì hết. Chú à, thật sự vậy mà. Lại nhìn thằng ăn cắp nè. Anh ấy không ăn cắp gì đâu. Chú à, nếu không ăn cắp thì cái gì đây hả? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà chú. Không phải đâu chú à. Chú ơi, con gọi ảnh đi. Coi kìa, nó còn show tôi nữa nè. Mọi người có thấy nó làm gì tôi chưa? Đã ăn cắp rồi còn show tôi té xuống đất nữa. Cái đồ ăn cắp. Ăn cắp mà còn đánh người sao? Mọi người ta cứu tôi với. Kìa, nó bỏ chạy kìa. Bắt nó lại đi. Bắt nó lại. Con không có ăn cắp. Kìa, lại nó lại giùm tôi. Con không có ăn cắp. Đứng lại. Được chạy. Bắt nó lại. Đừng để nó chạy. Đừng mà, mọi người tránh ra đi. Anh ấy không làm gì hết mà, làm ơn đi. Nè mày, đã ăn cắp rồi còn đánh không người có. Hả mày? Không có hả? Hả? Không có mà. Nếu như mày nói mày không ăn cắp á, vậy thì tại sao mày lại bỏ chạy hả? Mày nói tao nghe coi. Nói đi, tại sao? Đã nói là không có mà. Không có ăn cắp. Con không có ăn cắp. Chú đừng đụng như người của con. Con đánh chú đó. Mày con dám đánh nữa hả? Cơm chết. Dừng lại đi. Ăn cắp hả? Ăn cắp. Đừng có đánh đấy được. Dừng tay lại đi. Chết hả? Tôi còn thích mấy người mà. Dừng tay lại đi mà. Đừng có đánh nữa. Dừng tay lại đi. Chạy chạy đi. Đánh một nó này luôn mà. Ugh.
Mày gan quá. Làng này là làng của tao mà mày lại dám ra tay đánh con của tao như vậy. Tụi bay có tin là tao trốn sống tụi bay ở đây luôn không hả? Tụi bay có biết là tụi bay đối đầu với ai không hả? Anh đừng sợ, không sao rồi. Tôi không biết ông đang nghĩ cái quái gì nữa Akira. Ông giúp đỡ tụi nó chống lại chúng tôi hả? Trong khi chúng tôi luôn ủng hộ ông. Hai đứa tụi bay coi chừng tao đó. Đừng để cho tao nhìn thấy mặt nha. Tao mà thấy là tụi bay sẽ chết luôn đó. Đi. Đứng lại đó. Chúng là người của chú Bút Cà phải tới. Không lý nào lại có thể ra tay độc ác như vậy. Nếu bà không kịp xuất hiện ở đây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ủa? Ủa chú Anan. Chào chú. Chào cháu. Chú khỏe không? Có phải chú đến để đón chị Nít Thi không? Dạ giờ vẫn chưa phải giờ tan trường đâu chú. Chú ráng đợi một chút nữa nha. Được rồi, chú sẽ đợi. Xiêm. Xiêm con trai. Xiêm. Xiêm. Tỉnh lại đi con. Xiêm. Xiêm. Em ấy bị gì vậy ba? Phải đưa Xiêm tới bệnh viện ngay. Cầm Ly. Cô ơi. Sao hả con? Hả? Con. Ờ, để cô lấy nước cho con uống nha. Cô ơi. Ngẩng đầu lên chút xíu đi con. Từ từ thôi. Cô biết rồi. Ba con đã kể mọi chuyện cho cô rồi. Cũng may thần linh ban phước cho con, để ba con xuất hiện đúng lúc cứu hai đứa. Nếu không, không biết sẽ ra chuyện gì nữa. Nghĩ đi con. Không biết những người đó là ai. Là do chú của Buska kêu họ tới. Cô ơi, Buska, anh ấy đâu rồi cô? Con dậy rồi hả? Sao? Con khát nước phải không? Anh ơi, lấy nước cho thằng bé. Thank you.
cho Cam Ly đâu. Đây đâu phải là phòng của Cam Ly. Cam Ly đâu rồi? Con bé nó đang ở trong phòng, nó không sao hết. Con đừng có lo lắng cho nó. Con muốn gặp Cam Ly. Được rồi, mẹ biết rồi mà. Yên tâm, để mẹ đi coi. Mẹ sẽ nói với mọi người con rể của mẹ không có sao hết. Cam Ly chắc chắn cũng không sao đâu con. Con cứ ngoan ngoãn ở đây, có chú này coi con rồi. Anh coi nó nha, để tôi đi nói với mọi người. Mẹ, con muốn gặp Cam Ly. Mẹ, con muốn gặp Cam Ly. Con muốn gặp Cam Ly. Butka, anh ấy đâu rồi cô? Nó đang ở phòng khác. Phòng khác? Anh đang ở đâu vậy? Con gái, bà con sắp xếp như vậy cô thấy cũng rất là hợp lý Cam Ly à. Con ở trong này để phụ nữ trong nhà lo cho con, để Butka ở phòng khác sẽ có người lo cho nó mà. Con đừng lo nữa. Nếu chú của Butka là người gây ra chuyện này, cô nghĩ dù sao các con cũng đã thoát nạn rồi. Hả? Đừng lo nữa. Đều tại mình hết. Mình đã nói với cô Anan đi, mình sẽ trông nó. Đáng lẽ ra mình không nên bỏ nó một mình. Không phải lỗi của cậu đâu mà Nít Hi. Siam sao rồi? Nó đâu cháu? Dạ, ba cháu đang lo cho mấy bên trong. Dạ cháu biết rồi bà. Dạ bây giờ bỏ với Siam một chút nha bà nha. Cháu không muốn để nó ở đó một mình đâu. Cháu bình tĩnh đi. Nó không có ở đi một mình. Mọi người đang ở dưới nó mà cháu. Dạ cháu biết rồi bà. Bà đừng lo lắng quá, Siam không sao đâu. Cú da đập này cũng không nặng lắm, chỉ vài ngày là lành lại thôi. Giờ tôi có thể vào thăm được không? Được chứ, nhưng mà chỉ 5 phút thôi nha. Cháu phải chuyển thằng bé ra phòng ngoài ngay, sau đó bà mới có thể gặp nó. Siam mà em thấy sao rồi? Cháu cảm thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Dạ thưa bà, giờ cháu cần hơi đau đầu một chút. Bà đừng lo. Bà nhìn nè, cái này chú Anan cho cháu nè. Wow, cái xe đẹp quá. Bất cứ trẻ em nào tới đây khám bệnh chú đều cho quà, để bọn chúng cảm thấy nơi này không đáng sợ một chút nào hết, mà như nhà của chúng vậy. Bà tôi nghĩ là thằng bé đang rất nhớ mẹ của nó. Lúc tỉnh dậy, nó luôn miệng hỏi mẹ của nó bây giờ đang ở đâu. Siam, mẹ em đang trên đường đến đây. Vậy còn bác Sadis với lại bác Ganga không có tới đây với em hả? Đương nhiên phải tới. Hai bác ấy đang từ chay bu về hả? Chắc chắn sẽ tới. Bà Kanjani đây là bà của cô Anandi. Sadis cũng là cháu của bà. Sao quan hệ của gia đình này phức tạp vậy? Hay có thể là cô Anandi là em gái của cô Ganga sao? Nhưng mà tại sao lại có thể chứ? Siam! Mẹ! Siam! Con trai! Cậu thấy sao rồi con trai? Mẹ! Con không có sao hết. Cảm ơn anh rất nhiều bác sĩ Anna. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Đây là nhiệm vụ của một bác sĩ mà. Nhưng mà nè, từ giờ trở đi nếu như ở một mình, con phải gọi cho chú, biết chưa?
chú sẽ chơi với con. Nếu có gì con bị té, chú còn có thể đỡ con lên kịp. Nhớ chưa? Dạ. Quan hệ của cô Anandi và gia đình của anh Jadid thật ra là cái gì đây? Mình thật sự rất tò mò. Mối quan hệ kỳ lạ này. Mình không nên nhiều chuyện mà hỏi cô ấy như vậy. Cứ để thời gian từ từ trôi qua, chắc chắn mình cũng sẽ biết. Anh rể ơi, em có đem đến sữa nghệ nóng cho anh uống nè. Anh uống đi. Em đảm bảo sau khi anh uống xong, mọi cơn đau đều sẽ tan biến. Nhà chú ơi, chú giúp con với. Từ từ thôi. Anh rể ơi, anh ráng lên, anh uống sữa đi. Nimbuli, em cho anh gặp chị Cam Ly chút đi. Em à, cho anh gặp chị Cam Ly chút đi, được không Nimbuli? Anh cầu xin em. Không, anh chưa được gặp chị. Ba nói không được làm vậy. Anh đang bị thương rất là nặng mà. Chính vì vậy anh cần phải nằm ở đây để nghỉ ngơi. Chừng nào anh thấy người khỏe hơn rồi, anh có thể gặp chị Cam Ly cũng được mà. Nimbuli, nếu anh gặp Cam Ly anh sẽ khỏe lại thôi mà. Thiệt đó, bây giờ anh không sao nữa rồi. Em cho anh gặp đi được không? Không được đâu anh rể à. Em không thể làm gì khác. Anh phải nằm đây nghỉ ngơi. Chút nữa sẽ có người massage cho anh nha. Chỉ cần anh chịu nằm thư giãn, em tin trong thời gian ngắn anh có thể bình phục giống như trước kia. Những gì con nói đúng không chú? Đúng vậy. Nimbuli, anh không sao hết. Em cho anh gặp chị Cam Ly đi. Thôi chết, sao em không nhớ lấy nước nóng massage cho anh rể vậy ta? Nhà chú ơi, con nhờ chú, chú vô trong bếp lấy nước nóng đem lên đây giùm con, để con massage cho anh rể có được không chú? Bây giờ con phải đem sữa này qua bên phòng cho chị Cam Ly uống rồi. Nếu không để con tự đi lấy cũng được. Thôi khỏi, để chú lấy cho. Con đợi chú chút nha. Anh rể ơi, anh đứng dậy được không? Nếu anh đứng dậy được, anh có thể đi qua bên phòng thăm chị Cam Ly một chút. Được chứ. Anh có thể đứng dậy được mà. Anh đứng được, anh đi được luôn. Anh sẽ đi. Không cần đâu, để anh tự xuống. Không sao đâu. Quan đã. Dạ ông. Lại đi. Dạ. Anh đi đâu vậy hả? Tôi đã nói những gì? Anh không được bỏ bút cà lại đó một mình kia mà. Nói đi, tại sao lại ra ngoài đây? Dạ thưa ông, tôi chỉ xuống dưới bếp lấy nước nóng massage cho cô ấy thôi ạ. Chỉ mất có 2 phút thôi ông à. Tôi đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu. Đảm bảo cái đầu của anh đó, 2 phút cũng đủ chết người rồi. Đúng là hết nổi nổi mà. Anh ráng lên một chút nữa nha. Anh sắp gặp được vợ của mình rồi. Đứng lại. Con trai à, ba cũng giống như là ba chủ của con vậy. Cho nên ba xin con hãy quay trở về phòng của con đi ha. Con đừng làm cho ba phải khó xử.
Vodka, bác sĩ nói là con không được rời khỏi giường rồi. Con không nên đứng dậy rồi đi ra ngoài này. Vodka, con cứ như vậy hoài làm sao mà hết bệnh được. Con làm ơn nghe lời ba một lần này đi có được không hả? Hãy giữ gìn sức khỏe trước đã. Nhưng mà con muốn gặp Cam Ly mà ba. Con muốn gặp Cam Ly mà. Con nghe bà nói Vodka, nghe bà nói nè. Chừng nào con khỏe lại, con có thể gặp con bé. Nó đâu thể chạy đi đâu mất đâu. Thôi, để ba đưa con trở về phòng con có được không con trai? Hả? Đi theo ba về phòng nha. Đi, đi theo ba nào. Đi, đi thôi con trai. Nhưng ba, con muốn gặp Cam Ly. Ba biết rồi, mình về phòng nha. Ba nghỉ ngơi trước, sau đó thì con mới có thể gặp nó, được không? Hả? Ba là ba của con mà. Không. Không. À! Con Đan đừng mà. Không. Con Đan ơi, tôi xin cậu đừng mà. Đừng mà, đừng mà con Đan. Con Đan ơi, đừng mà, đừng mà. Niboli à, con bị sao vậy? Đừng làm vậy. Niboli à, con bị sao vậy hả? Niboli. Em gặp ác mộng hả? Cô đi. Có chị Umi nữa nè, con sao vậy? Có sao không em? Cô ơi. Ừ? Con nghĩ là em ấy nằm mơ thấy ác mộng cho nên mới bị như vậy. Niboli. Con gái à, không có ai hại con đâu. Chỉ có cô với Umi thôi mà con. Ừ? Được rồi, ngủ đi con. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với con vậy con? Bà nói tất cả những chuyện đó đều do con mà ra hết. Con là người xấu đúng không con? Không, không phải đâu con gái. Con là đứa bé ngây thơ và trong sáng nhất ở trên đời này mà. Vậy là những người khác xấu đúng không? Ba chồng con, mẹ chồng con, cậu Kundan. Nhưng mà người xấu nhất chính là mẹ ruột của con đó cô. Nếu mẹ con không dứt con ở bãi rác, con đã không đến ngôi nhà này rồi. Tại sao mẹ ruột của con lại làm như vậy với con hả cô? Không lẽ con có hại gì tới mẹ hả? Con gái, con đâu có ở đây một mình đâu mà. Có chị Umi rất thương yêu con. Và Cam Ly cũng thương con. Cô Chani cũng thương con nữa. Mọi người luôn ở bên cạnh con mà. Cô ơi, nếu con có cơ hội được gặp mẹ con, con cũng sẽ không nói chuyện với mẹ con đâu. Con thậm chí không nhìn mặt mẹ con nữa. Thank you.
chị, của em mà. Siam, sao vậy hả con trai? Dạ thôi được rồi cô, đủ rồi. Mẹ ơi, lấy cho chú đi mẹ. Siam à, không phải cô được ăn bữa sáng thoải mái là cô có thể ăn nhiều chất béo vào cơ thể đâu nha. Trong đồ ăn tôi làm có rất ít chất béo thưa bác sĩ. Cái này là salad mà, không có dầu mỡ gì đâu anh. Nè con. Dạ thôi được rồi cô ơi. Con cũng giống như ba của con hả? Được rồi. Nhà này có một nguyên tắc là ai mà không chịu ăn món salad thì cũng sẽ không được ăn món tráng miệng, đúng không con? Dạ. Ê, dạ. Thôi được, cho con một chút đi. Vậy phải ngoan không? Chú biết không chú, ba con ngày nào cũng ăn salad hết, như vậy ba con mới khỏe mạnh. Ba con có như đâu vật vậy á, rất là khỏe mạnh. Có đúng không mẹ? Tốt thật vậy sao? Vậy con cũng muốn giống như ba con, khỏe như đô vật, mạnh như siêu nhân, muốn không? Ai cũng khen ngợi cô Anandi này, nhưng không hiểu sao đằng sau những nụ cười đó thật ra là có những chuyện buồn gì trong quá khứ. Có thể trong quá khứ của cô ấy không hề cảm thấy hạnh phúc. Nỗi đau mất mát quá lớn. Số này là của ai vậy ta? Alo, ai vậy? Anh đoán thử coi. Buza, số này đâu phải là số của em đâu. Anh cũng hay quá ha. Em lấy số khác gọi cho anh thì anh bắt máy liền, không cần chần chừ gì hết. Còn gọi bằng số em thì anh không thèm bắt máy. Có thật anh vẫn còn thương em không đó? Tất nhiên rồi em, anh vẫn thương em mà. Vậy sao lúc em gọi cho anh không chịu nghe máy gì hết vậy? Anh có biết tối hôm qua em gọi cho anh bao nhiêu cuộc hay không? Nhưng cuối cùng anh lại khóa máy là sao? À, anh, chuyện đó em cũng biết rồi đó. Trước khi đi ngủ anh thường sẽ tắt điện thoại Boza, rồi sáng ngủ dậy anh quên mất tiêu. Anh xin lỗi em nha. Không sao. Vậy hôm nay mình gặp nhau nha Boza. Hôm nay mình chưa thể gặp nhau đâu. Anh có bài tập cần phải làm nữa. Nếu như mà anh không làm nó, chút nữa vô lớp sẽ bị thầy trách phạt đó. Chừng nào gặp anh sẽ nói. Được rồi, thôi nha. Nhưng mà em... Dạ, xin chào ông. Dạ, tôi tới để lấy tiền. Ê, anh bị điên rồi hả? Muốn giết tôi sao? Tại sao lại đến đây? Thôi, được rồi. Camly và Butka đang nằm ở trong phòng. Chúng ta ở đây không tiện. Thôi được, nói đi. Butka đang ở đâu? Dạ, ông ấy đang ở sau nhà. Ông cứ việc ra đó. Được rồi, tôi đi liền. Nói cho tôi biết những gì tôi đã nhờ anh làm. Anh làm cho tôi xong hết chưa vậy? Mọi chuyện tới đâu rồi? Dạ thưa ông, tôi đã nói chuyện đó cho cả làng biết. Bây giờ cả làng ai cũng biết ông gan dạ, dám liều mình đứng lên chống lại bọn người đó. Nhờ vậy mới bảo vệ được con gái của ông. Vậy thì tôi mới thưởng thêm cho anh. Đúng rồi, kèm theo những gì mà anh nói cho người dân xung quanh biết. Anh phải nói là Butka con rể tôi là con của cha Tasanka. Có như vậy thì họ mới chịu giúp đỡ cho tôi. Anh hiểu ý của tôi chưa? Dạ rồi thưa ông. Đi. Dạ được thưa ông. Như các em đã biết rồi đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài yoga. Đây là cô giáo yoga của các em, cô giáo Renuka. Chúng em chào cô.
Cô và các em, các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu luôn nha. Dạ, dạ cô. Chúng ta phải thư giãn đầu óc trước. छूट कैसे तुम्हें निर्णय किया बुंदन इंस्पेक्टर साने भी कहा था हमारे से कि वो कुछ करेंगे कुछ ना किया उन्होंने और आपको पता है कल भी सब हमारे ये निम्बोली ने जो कुछ भी कहा क्या ये सच है भारी आपसे विनती इस बात को और आगे ना बढ़ाओ अम्मा गणी अरे मास्टर जी कमा गणी मास्टर जी आपसे इस गांव की दूसरी बेटी को न्याय दिलवाने के बारे में बात करने आए हैं आपको कम करो मास्टर उस लड़की का नाम है निम्बोली